Thưa quý vị và các bạn, 39 người Việt Nam thiệt mạng tại Anh vừa qua, có người chi vài trăm triệu, thậm chí là cả tỷ đồng với giấc mơ làm giàu nơi miền đất hứa. Trên thực tế, còn rất nhiều những thanh niên có tư tưởng phải rời xa làng quê, từ bỏ nông nghiệp mới có thể làm giàu. Nhưng thật may mắn, vẫn còn nhiều thanh niên dám nghĩ, dám làm, vượt khó để làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Chàng trai Nguyễn Hữu Hà ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỷ phú trẻ làm giàu từ cây chanh là một điển hình như thế. Mình thích nông nghiệp đúng từ bé. Nhưng mà khi làm nông nghiệp đầu ở Lục Ngạn ấy, thì mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ trồng nhiều, là sẽ có năng suất, có nhiều là thắng. Nhưng mà thật sự thì nó có một bất cập là mình không phân tích được là tất cả cái gì mà thu nhanh, thu ngắn ngày là đều rủi ro cao nhất. Mà trong đó thì với một tính hấu chiến tuổi trẻ muốn làm nhiều ngày. Vậy khi mà được mùa thì đồng nghĩa việc mà mất giá, mà vai là thu hái rất là khó khăn. Nói vào những thời mùa nắng cao điểm ấy, nên là mình bại trận. Mấy hai là cái sự bao đồng của tuổi trẻ nó rất là khó, là mình không kiên định được. Là ví dụ như là ai khi xui được cái gì đó thấy hay thì mình cũng lao vào mình làm tiếp. Thì bởi vậy thì khi mà mình đã làm trang trại đã khó khăn rồi, mình lại còn chuyển sang nuôi ngan, nuôi gà. Bởi vậy thì gặp dịch bệnh năm 2007 thì nó là bị dịch cúm gia cầm. Nó một cơn hoành hành rất là nhanh, dẫn đến 2008 chính thức là vỡ lở. Thật sự thì khi ngày mà bước chân sang bên Nga thì chỉ nghĩ là đi để đi thôi, nhưng không nghĩ để giá lợ được. Cơ duyên nào mà đưa anh tới với cả cây chanh này? Cơ duyên với cây chanh thì cũng chia sẻ với bạn là nó là một cái cuộc rất là tình cờ. Lần thứ hai sang Nga thất bại, khi trở về Việt Nam thì hai vợ chồng hai bàn tay trắng. Con Thư thì mình có đi chợ, quay lại đi chợ nghề hoa quả trước. Thì mình bán dứa, buôn dứa thì bán cạnh một cái anh chuyên phân phối chanh. Thì một đêm anh phân phối một xe bốn chân, nó rơi vào 20-25 tấn đó. Mà ngày nào cũng bán. Mà quả chanh xấu nó cũng rất là dễ bán. Thế nhưng mà mình cũng nghĩ ngay là mình không có vốn thì mình biết làm cái gì. Và trồng cây chanh là cái dễ nhất. Vậy thì mình lựa chọn trồng cây chanh. Tán gia bại sản, thất bại liên tiếp, giờ lại về đòi trồng chanh. Trong khi gia đình có 1,7 mẫu bưởi diễn đã 7 năm tuổi, đang cho thu hoạch khá. Anh Hà từng bị cả người nhà lẫn hàng xóm láng giềng bảo là dở hơi, rồ dại. Tiếp cận được giống chanh tú quý thông qua một người bạn ở bên Nga, anh Hà về thuyết phục bố mẹ chặt bưởi để ghép chanh. Không được đồng ý, anh đã lén chặt trộm toàn bộ vườn bưởi của gia đình khi bố mẹ đi vắng. Bữa ấy mẹ nói là cả gia tài hai ông bà là có một vườn bưởi là quý nhất. Thì bưởi nhà mình vào mùa này ớm chín rồi, nó cũng rất là sai. Mình cắt na liệt, cắt hết, cắt cụt hết xuống. Mà không phải là cắt một vườn bưởi đâu, mình còn cắt một vườn nhãn 15 tuổi cơ. Về sau khi ghép chanh về thì ông già dãy lẩy. Ông già mình kêu rời khỏi đất. Thật sự lúc ấy mình cũng phải đi đánh nạn. Hai vợ chồng thì sẵn cũng vẫn đang buồn dứa. Thế lánh nạn cứ đi chợ, cứ về ông chửi lại đi. Thực sự lúc đấy, thực ra bưởi tôi được thu. Thế mà cây chanh thực ra nó mơ hồ. Thực ra từ trước này không ai nghĩ chanh phèo. Vì cái chanh thì không ai để ý. Thế là mình không tin tưởng lắm. Thế nhưng mà chót nó, sau khi về chót làm rồi thì cũng đành phải để. Thế thì sau khi quả trải qua thời gian này, thì trồng trọt phun phân ghép được lên thì chăm bóng thì nó núc được quả thì có thu hoạch. Thì nói chung từ ngày thì em nó thay đổi cây trồng thì gia đình cũng khá lên. Đúng như anh Hà nhìn nhận, cây chanh tứ quý khi ghép lên gốc bưởi phát triển khỏe mạnh, nhanh đơm hoa kết trái. Chanh tuy là cây gia vị nhưng lại dễ trồng, dễ tiêu thụ, rủi ro gần như không có. Mỗi năm vườn chanh tứ quý cũng giúp anh Hà thu về vài trăm triệu đồng. Sau khi thành công từ vườn chanh ghép lên cốc bưởi đầu tiên, anh Nguyễn Hữu Hà đã mua lại nhiều vườn bưởi không ra quả của các hộ dân xung quanh, cưa gốc ghép và nhân giống chanh tứ quý. Không giữ cho riêng mình, anh Hà còn chuyển giao kỹ thuật ghép chanh trên cốc bưởi cho nhiều người dân quanh vùng cùng làm. Chưa dừng lại ở đó, anh Hà còn mạnh dạn lựa chọn những cây chanh dáng đẹp,
thuê nghệ nhân tạo dáng bonsai từ làng nghề cây cảnh Nam Điền, tỉnh Nam Định về làm tranh cảnh bonsai. Năm 2015, anh nhập khẩu và nhân giống thêm cây tranh vàng từ Mỹ. Hai giống tranh này sau khi được đưa lên chậu tạo dáng bonsai, giá bán từ 5 đến 25 triệu đồng một cây đã mang lại cho anh Hà những khoản thu lớn. Cụ thể, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, anh Hà thu 7 tỷ đồng từ bán tranh và doanh thu dự kiến sẽ đạt 10 tỷ đồng dịp Tết Canh Tý 2020. Không chỉ chú trọng vào khâu sản xuất, anh Nguyễn Hữu Hà còn xây dựng chiến lược và đội ngũ marketing bán tranh. Mình làm cái marketing cho cây tranh từ năm 2016. Thì làm nông nghiệp bây giờ chỉ có làm không thì không đủ. Nếu làm nông nghiệp mà cứ cắm đầu vào chỉ có làm và chỉ có chăm đẹp không đủ. Bạn cứ tưởng tượng ví như một cô gái đẹp ấy, mà của truyền thống xưa cứ để trong nhà ấy. Nó là quý quý thật. Nhưng mà chờ ai đến rồi gả bán. Bây giờ thì thời đại hiện đại rồi, chúng ta không thể để trong nhà được. Mà chúng ta phải mang ra mời, chúng ta phải mang ra trưng bày, chúng ta phải mang ra để cho người ta biết là ta có cái gì. Và tranh của mình cũng thế. Mình có một đội ngũ marketing bây giờ đó là hơn 20 thành viên làm ở các top. Có nghĩa là mình sẽ chia cái sẻ cái lợi nhuận cho các thành viên, là lợi nhuận là 20% trong cái tổng doanh thu của sản phẩm. Bởi vậy thì nó cũng là một nguồn lợi rất là tốt để cho những bạn trẻ mới ra trường làm marketing. 7 năm bén duyên với cây tranh, đến nay anh Hà đã làm chủ 4 trang trại chuyên tranh tại các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang, Thanh Hóa và Nghệ An với tổng diện tích 48 hectare. Việc trồng và chăm sóc tranh đã tạo công ăn việc làm cho hơn 40 lao động với mức thu nhập từ 5 đến 15 triệu đồng một người một tháng. Với thành quả đã đạt được, anh Nguyễn Hữu Hà đã trở thành một trong những nông dân trẻ tiêu biểu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên và địa phương tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Gần đây nhất, vào ngày 19 tháng 10, tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết 10 năm chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, anh Hà đã nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019. Cái tranh tứ quý bonsai canh cảnh của anh Hà thì là một trong những vườn tranh tiêu biểu nhất của huyện Quỳnh Châu, cũng như là tỉnh Yên. Cũng là một cây tranh thôi nhưng mà anh ấy có một cái sáng tạo, nghĩa là chuyển từ cây tranh đó và chuyển thành cái thế kiểu bonsai của cây cảnh. Cho nên là mỗi cây bán ra xuất ra từ 5 đến 10 triệu, có cây 20 triệu. Nên chính vì cái mà nó thu nhập cao hơn so với cây tranh để dùng ăn quả. Phải nói rằng với địa phương thì chúng tôi cũng đánh giá là đây là một những tài năng trẻ với thanh niên, phải nói có những cái tầm nhận thức và đi sớm theo cái phát triển kinh tế của hiện đại hóa 4.0. Thì với địa phương cũng như là huyện, tỉnh thì cũng rất đánh giá là một trong những cái tài năng mà phát triển kinh tế là phải nói có giá trị cao nhất đối với cái về cây cảnh và cũng như là cây ăn quả. Tuổi trẻ nhiều lần thất bại, từng phải trốn nợ sang nước Nga xa xôi bươn chải kiếm sống, nhưng với suy nghĩ ngã ở đâu đứng lên ở đó, dũng cảm quay trở lại quê hương, tìm tòi và sáng tạo, nhanh chóng tiếp cận khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất. Kẻ trốn nợ Nguyễn Hữu Hà năm xưa này đã trở thành tỷ phú trẻ, là tấm gương cho nhiều bạn trẻ học tập và noi theo.